Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn đạo đức lớp 4 của bộ sách kết nối tri thức của cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn đạo đức thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài số 9 tiết thứ 2 quyền và bổn phận trẻ em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần khởi động. Ở trong phần khởi động thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi, đó là ăn khế trả vàng. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi ở trong phần khởi động này. Mỗi câu hỏi sẽ là một cái vàng. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên như sau: đây là bổn phận nào của trẻ em? Chúng ta quan sát bức tranh thứ nhất này. Chúng mình luôn tuân thủ luật giao thông. Vậy thì đây là bổn phận nào của trẻ em? A. Tôn trọng đồ vật, quyền riêng tư của người khác. Và B. Chấp hành quy định về an toàn giao thông. Và C. Yêu quê hương đất nước. Vậy thì ở đây chúng ta thấy đây là bổn phận nào của trẻ em? À, đúng rồi, đây chính là bổn phận chấp hành quy định về an toàn giao thông, chính xác. Chúng ta sẽ thảo luận và trả lời câu hỏi số 2. Đây là quyền nào của trẻ em? Trong bức tranh số 2 này thì chúng ta thấy là một bạn nhỏ đang ngồi xe. Và khi con lớn lên, con sẽ có chiếc xe máy riêng của mình. Vậy thì đây là quyền nào của trẻ em? A. Quyền tài sản. B. Quyền sống. Và C. Quyền giữ gìn phát huy bản sắc. Chúng ta thấy chúng ta có quyền, đó là quyền trong bức tranh thì chúng mình có thể thấy bạn ấy muốn một cái xe máy, đúng không? Thì lớn lên bạn ấy chắc chắn sẽ được quyền sử dụng một cái xe máy. Đó là câu số A, chính xác. Câu số 3. Đây là quyền nào của trẻ em? Trong bức tranh này thì chúng ta thấy là người bố đang đi khai sinh, đăng ký khai sinh cho con ở cơ quan pháp luật. Vậy thì đây là quyền nào của trẻ em? A. Quyền được khai sinh và có quốc tịch. B. Đó là quyền được giáo dục học tập. C. Đó là quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng. Thì chúng ta thấy đây là quyền gì? À đúng rồi, chính xác, đó là quyền được khai sinh và có quốc tịch. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 như sau: đây là quyền nào của trẻ em? Trong bức tranh số 5 thì chúng ta thấy các bạn ấy đang đi học. A. Đó là quyền tài sản. B. Đó là quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng. C. Đó là quyền được học tập và giáo dục. Thì đây chính là quyền gì? Đúng rồi, chính xác, câu C. Quyền được học tập và giáo dục. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng như sau: đây là bổn phận nào của trẻ em? Trong bức tranh này thì chúng ta thấy một bạn nhỏ đang nhường cái ghế ở trên xe buýt cho ông lão lớn tuổi. Vậy thì chúng ta thấy đây là bổn phận gì? Tôn trọng đồ vật, quyền riêng tư của người khác, hay là yêu quê hương đất nước, hay là giúp đỡ người khó khăn? À đúng rồi, đây chính là bổn phận giúp đỡ người khó khăn. C, chính xác. Như vậy chúng ta đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi và chúng mình đã có những khối lượng vàng rất là lớn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần thứ nhất, sẽ là khám phá. Ở hoạt động thứ 3 chúng ta sẽ khám phá là vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận trẻ em. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem là vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận trẻ em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi. Chúng mình có thể quan sát ở trong sách giáo khoa hoặc là quan sát trên màn hình. Chúng ta sẽ đọc câu chuyện, đó là Hành trình yêu thương. Câu chuyện như sau: tháng 7 năm 2006, người dân ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phát hiện trong vườn hoang một bé sơ sinh đang thoi thóp với cơ thể lấm máu, bị kiến và súc vật cắn mất một phần cơ thể. Em được đưa vào bệnh viện điều trị và được các bác sĩ đặt tên là Thiện Nhân, với mong muốn ghi nhận lòng thiện, điều nhân của những người đã giúp đỡ và cứu mang em. Sau đó, Thiện Nhân may mắn trở thành con nuôi trong gia đình cô Trần Mai Anh, Hà Nội.
Mẹ Mai Anh đã dạy em tập ăn, tập nói, kiên trì bền bỉ, song hành cùng em nhiều năm với nhiều quốc gia như là Italia, Đức, Mỹ để chạy chữa, tái tạo một phần cơ thể bị mất. Ngày hôm nay, thiện nhân đã khỏe mạnh và có cuộc sống bình thường như bao bạn bè khác. Thiện nhân rất mê thể thao, có thể chơi bóng rổ, bóng đá cả ngày mà không chán. Trong học tập, bạn luôn tự giác và tích cực tham gia mọi hoạt động của trường lớp. Sự độc lập trong tính cách của thiện nhân chính là điều khiến mẹ Mai Anh yêu quý. Bạn thường đọc báo thức để tự thức dậy mỗi sáng và không cần ai gọi. Khi ở nhà, bạn luôn thể hiện sự quan tâm chu đáo với từng thành viên trong gia đình. Mỗi khi có thời gian rảnh, bạn thường giúp mẹ và các anh trai làm những việc như nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Theo lời kể của cô Mai Anh, mẹ thiện nhân. À, bây giờ chúng ta cố gắng dừng video và đọc lại câu chuyện này một lần nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận và trả lời cho thầy ba câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất đó là theo em, những em nhỏ bị bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời đã bị tước đi những quyền gì của trẻ em? Việc làm của cô Mai Anh có ý nghĩa gì đối với thiện nhân? Thiện nhân đã thực hiện tốt những bổn phận gì của trẻ em? Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận trả lời câu hỏi đầu tiên. Theo em, những em nhỏ bị bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời thì đã tước đi cái quyền gì? À, chúng ta đã học ở tiết trước thì chúng ta thấy có rất là nhiều quyền của trẻ em, đúng không? Vậy thì nếu như một trẻ em mà bị bỏ rơi thì chúng ta thấy đã tước đi cái quyền gì? À, đúng rồi, chính xác. Quyền được sống, đúng không? Thứ nhất là quyền được sống. Thứ hai đó là quyền được khai sinh và có quốc tịch. Thứ ba đó là quyền được sống chung với cha mẹ. Thứ tư đó là quyền được bảo vệ để không bị bỏ rơi. Như vậy, chúng ta thấy những trẻ em mà bị bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời đã tước đi bốn cái quyền rất là quan trọng. Đó là quyền sống, đặc biệt là quyền được sống, quyền được khai sinh và có quốc tịch, và quyền được sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ để không bị bỏ rơi. Câu hỏi số 2, việc làm của cô Mai Anh có ý nghĩa gì đối với thiện nhân? Qua câu chuyện chúng ta thấy cô Mai Anh là người đã làm một công việc mà chúng ta thấy có ý nghĩa như thế nào? À, đúng rồi, chính xác. Chúng ta thấy việc làm của cô Mai Anh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thiện nhân. Đó là thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của cô dành cho em. Nó giúp cuộc đời em trở nên tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Việc làm của cô cũng giúp thiện nhân được có các quyền trẻ em và được pháp luật bảo vệ, công nhận. Một việc làm rất là ý nghĩa. Câu hỏi tiếp theo, thiện nhân đã thực hiện tốt những bổn phận gì của trẻ em? Điều này thì chúng ta thấy ở phần cuối của câu chuyện, đúng không? Chúng ta thấy thiện nhân đã thực hiện tốt những cái bổn phận đó là gì? À, kính trọng này, lễ phép, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi. Đó là thiện nhân đã thực hiện một số bổn phận của mình. À, vậy thì theo chúng ta, vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em? À, vì sao chúng ta là phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em? À, đúng rồi, chính xác. Thì chúng ta thấy chúng ta cần phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em thì có ý nghĩa rất là quan trọng này. Là điều kiện cần thiết để cho trẻ em được sống, được phát triển trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương, an toàn, lành mạnh, bình đẳng, được tham gia vào các hoạt động xã hội, được phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và tinh thần. Đến với hoạt động vận dụng thì chúng ta lại thảo luận xem là theo em là vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Theo chúng ta thì chúng ta thấy là gì? À, chúng mình cần phải thực hiện vì sao? À, vì để phải bảo đảm lợi ích tốt của trẻ em trong các quyết định liên quan đến trẻ em, giúp trẻ em có gì?
ý thức được những cái bổn phận của mình để có trách nhiệm hơn với xã hội. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nêu thêm những ý nghĩa của việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. À, ý nghĩa ở đây thì chúng ta có thể thấy là điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển đầy đủ toàn diện về thể chất và tinh thần. Thực hiện quyền trẻ em đảm bảo cho trẻ em được sống, phát triển trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và lành mạnh. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong tiết thứ hai. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.